Cá mồi đâu được đâu có 6 kg à. Còn cá chợ bán đâu được 80 ngàn. Cá chợ với cá mồi bán được 80, chứ ốc đâu 2 chợ đâu 40 ngàn nữa đó, là 120 ngàn đó. Đặt tao mới thấy trong đời luôn đó trời. Đặt 50 cái vớn mà 120 ngàn là trúng dữ à. Cái vớn bỏ đồng, bỏ lòng cái vớn bán được có cái gì gì không tới 3 ngàn. Cá 2,5 đổ ha. Nói thường ha, là mà mày biết một đuôi là cỡ nhiêu nè, không có con cá nào bự chăng, cỡ gì vậy vậy nè. Trời ơi trời, chết tôi rồi, không la lạng mày ruộng nên ra không có ốc luôn trời. Có một ký vớn nhưng mà không được một ký cá luôn ha. Trời, không có ký cá nào hết trơn, được hai ba con nhầm đuôi không có luôn, nhầm đuôi giả ra chống lọc vậy đó. Bữa đó khỏe, bốn chục ngàn bữa đó đổ khỏe khỏi lựa gì đâu, mới có hai mấy gì mẹ hết trơn, còn giờ về mà anh ai nó ngủ rồi đó. Lên lửa đó, gì cho xôm xôm chứ nãy giờ hang này ngủ không đó, lên lửa là lửa đốt đốt điếu thuốc cây hảo dạ, cho ông tán miếng cà phê vô kìa xíu đi đó. Chuẩn bị đồ nghề dữ thiệt đó, mình thả luôn à đó, thả đèn thả đèn thả đèn thả đèn tết đó. Trung thu quên đốt đèn đi chứ. Nồi cái nồi này cũng dữ rồi ha. Ủa, năm ngoái mình nhớ mình đâu có than hả ta? Đâu có đâu, năm ngoái chơi củi đốt mày. Không à. Năm nay có đầu tư than. Năm ngoái để hồi nó nếu hồi đấy hồi nó tắt chứ nó lạnh. Đó. Đốt đây hồi cháy miếng cao su không à. Ê, dẹt dẹt qua bên đây quéo 12 cái ngục không à. Ngộ 12 cái ngục ngáo ơi. Bỏ ra trước nè. Thôi để ra sau đít. Trời ơi, ông bảy chết ông bảy luôn rồi. Trời ơi. Chống tới kìa trời kìa. Quay 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 cái hướng kia ra ngoài để quéo cổng thiệt à. Gọi gọi trước đi, gọi thấy đường trống. Đây, ông bảy tôi luôn rồi. Hôm nay mày này hai chồng đang yên đang lành đó. Mấy ông này ra báo quá. Rồi 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 trước vào đó. Rồi trước. Báo quá báo rồi. Rồi là mình phải lên làm lỗ rồi ha. Làm lỗ đồ đào hang đồ. Hang rồi. Có than gì đâu, củi. Còn là chơi củi nghĩa là xong rồi. Dữ quá. Rồi. Cháy củi như này. Từ từ thôi đừng có gấp. Ở dưới đít á, không. Đây tới sáng còn lâu lắm, gấp quá. Bùm 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 bùm. Từ từ nó mới cháy, nó mới nó nóng. Nó ngấm gấp quá, cứ từ từ. Đó, khúc này có nhảy chùm chùm rồi nè. Tới rồi đó, tới rồi. Cái gì khỏe ghê á, khỏi lựa trong lỏng à, cốc quá cốc. Chấm chấm rồi đó, dữ rồi. Rồi lên bãi gò hết biết rồi. Cốc ngồi hả bà con. Thấy mà cốc mà có ai đó. Có ai mà mua đồ mua bắt nãy giờ cũng bộn rồi. Nhiều quá. Bán tiền không có trời. Cái bán mới nhấp lại quá. Có à. Bán sao không á. Mà trời hỏi chú Dũng phải chịu lột hay không kìa. Trời ơi cái này không như 3 4 cốc rồi nè. 3 4 con luôn. Quá, cốc người ta để nguyên con. Kè 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 thảy cho Hảo vài con kìa, nguyên con. Đó, chủm chủm rồi. Đó, có chủm chủm rồi đó. Chú hộ bảo đảm chứ để này để bắt buộc như hết vậy đó, đem đi chợ ngồi bán đây.
chiều. Nãy giờ bắt là có 20 con rồi đó. Sáng chiều tôi mua mệt mỏi. Ủa theo nãy giờ biết chị. Biết chị bà bắt cóc tụi mà sáng đi ra ngồi ngang chân trước cửa nhà. Chú bán ngạo bán cốc. À, đúng rồi. Em ra ngồi bán cà phê để cốc bán. Để cốc bán chơi. Không đụng hàng luôn. Không đụng hàng. Để các bạn bán cốc. Bán cốc. Ai có nhu cầu lột, lột luôn. Bán cốc bắt cốc. Cho nên giờ bắt lại cả 20 con rồi đó. Bự bự không mà nãy có mấy con chào phè luôn. Túi này là 3 4 con cốc gì trống á. Trời nằm ôm nhau khí thế luôn, 5 con luôn vậy. Trời ơi. 5 6 con luôn. Có con ếch á. Ờ có con ếch. Vậy là 4 con. Trời ơi, con có lóc 2 kg luôn. Ừ, con này á. Trời ơi trời, nó mắc nẹo luôn kìa. Nó mắc nẹo. Trời ơi dòng ra. Cái ham này chứ. Con ếch chỉ mẹ con nó không buông ơi. Không buông luôn á. Hả? Sao sao đập đầu nó nước luôn. Cái đó là kiểu như là theo độ nó như mấy con chó à, nó vô rồi hết gà rồi. Ủa, nó đang phê cái gì? Đang phê đó đó kìa kìa. Con kia cho anh liêm nghiêm luôn kìa. Nghiêm nghiêm luôn. Phê phê. Đối với con nào con cái, con nào con đực. Con dưới con cái xiền rồi. Còn hai con vàng này là hai đực đó nè. Thường bên đây là con cái, này là đực rồi. Hai đực nè. Hai đực đó. Ông nhôm là đực đó. Ba con đực nào dưới con cái. Ồ mẹ vậy thằng đó sướng đó. Đúng rồi. Vì là thằng đó nó cho quýnh lộn dữ lắm đâu ơi. Trời hôm giờ cụ mà hàng chi bánh 12 cái ngục chơi. Bánh trời cá không dám vô luôn. Không dám vô đâu bạn. Nhỏ xíu thôi. Rồi cá bổi nha. Không chọn luôn hả? Chúm chúm mày lên bọt. Thôi để đi ra thăm tính tình hình bánh đi mà. Giữ cái bánh lại. Câu rồi hả? Không có câu trước nha. Không có gình gình nè. Ở đâu vậy? Ở bên ruộng bắc ba. Hồ sen hay là ảo sen? Ảo sen hay là bụng sen? Bụng sen nào cũng được chứ. Nói chung là có sen ha. Nãy con lóc mình đẹp trai vậy, bự vậy. Con lóc con nào đẹp trai lắm. Con gọn không à? Con nào cũng đẹp trai kìa. Con nào cũng xấu trai vậy á. Con đó mà giờ đâu vô, trời nó lớn. Có con này ra được không? Đó à. Ừ. Ôm nhôm đầu chạy vợ á, vậy là mấy con giống mấy con mình thả phải không? Ừ. Mấy cái lóc đầu vô. Bả không chị Dũng? Hỏi bả kìa. Hỏi bả thôi chắc ăn. Để em ăn thương thương. Chứ bà ngồi nói trời ơi phải đầu vô cũng đỡ. Chết luôn. Đó, nắm hỉnh luôn, lên lửa. Đó. Thanh to lắm rồi. Gắn đực. Nhìn là biết gắn đực rồi. Ra ngoài cũng phi đâu cũng phi. Kìa lắm mấy cá phi quá. Đừng nó không dám bắt cá phi nữa nghe. Có ai gọi đèn cho em thấy được không? Ủa cái này cũng như mình chơi buffet vậy ha. Buffet á. Cá phi ruộng rồi chứ ăn thịt nó ngon hơn cá phi sông. Cá ruộng này nó béo, còn con cá sông, cá sông nó bị hơi gông. Dày vô nè. Con cá này đúng chất lượng luôn á. Mập quá nè, nhìn cá này ngon nè. Sống không? Còn sống á nghe, nó nhảy đó nghe. Con này chết queo nè. Ôi vô rồi, con này nửa ký á. Đập đâu? Nãy giờ biết bao lâu mới thấy được con lươn. Ừ. Được bao con rồi đó. Nãy giờ như đầu mùa giờ như được 5 con. Ba con, bốn con, năm con. Năm con. Giao sao á? Ở trên kệ á. Luôn chung cái luôn ít mà. Ở bển có phi không sao? Có phi không? Ở trên kệ á anh. Các cùm cơm đồng đầu con gắn. Trời ơi, bự đó hả? Ừ. Nó giỡn hả? Gắn nước hàng khủng đó. Chơi luôn không? Trời ơi. Cắm đây. Chổng ơi. Tới luôn bác Tài ơi. Tài ơi kìa kìa. Thương ơi.
trong khô máu. Trời ơi, con gắn hết hồn. Cầm lại đây, cầm lại đây, quay gắn qua đây coi. Phạnh gắn ra, phạnh bự bự ra, phạnh dài ra. Cái háng con gắn ra. Phạnh ra. Cái đó, cái cầm ra, cầm hai cái đầu với cái đít ơi. Rồi rồi, dở cao cao lên. Nhìn lõi đẳng luôn. Rồi thọ thọ cái tay vô cái đầu gắn luôn. Ừ. Thử gắn coi. Lên mồi. Dở nó ra ra ngoài luôn nghe, nó dễ dữ lắm á nha. Nãy con nói vậy chú Dũng chịu. Con nói 1 ký 2000 chú Dũng chịu. Ngồi đây ấm ấm ta, nãy giờ lạnh cái lên lửa cái ấm lên liền á. Bữa nay thì con dự đoán cho chú Dũng là lên được 2000 đó. Ê, mấy cao phi nãy mình không. Ấm ta cũng vậy, tao lỗ bụng nữa ta. Có 1800 à. Thôi mà kệ gì đi cho thấm mỡ cho béo. Tao đặt được 3 đêm về đậu xuống ấm xuống cái tao nghỉ luôn. Cái gì chứ nóng dữ lắm. Cái nồi nó cái hơi nó lên đó. Sau một thời gian thì mẹ con nó cũng được đoàn tụ bạn ơi. Trời hết lực ghê ông, nhìn cái đùi kìa. Đùi phì chà bó ha. 6 múi luôn á. Mình vậy chứ mày đi ra đường mà giờ mình thấy cái đùi bự bự nó cũng mở lên như đùi ớt. Vô rồi kìa. Gắn vô cá nè. Ừ, có gắn luôn nghe. Chằm chá mà. Chằm chá hả? Rồi rồi vô rồi. Con ếch hai ếch thì phải không bạn? Cốc chứ ếch đâu có. Có. Không lẽ không có con ếch nào mới sợ, đang ếch chà bá nện đây nè. Đó. Đường nào chứ khỏi yên hảo. Nó bự không? Bự. Cho mày mẹ cần cùng giò vậy đó. Giò luôn hả? Cùng giò dắt con 6 múi trên đó quá. Bằng gắn đó đó. Đây. Đậu. Tiêu rồi. Nó chui ra gì rồi. Trời ơi bự quá, nhỏ quá không thấy. Không thấy trời ơi. Trời ơi vậy là ông đổ lâu quá nó teo rồi. Teo rồi. Coi chừng dám con gắn vô cá con thả lắm mà. Mà phải không mày? Thiệt á. Con thả gắn vô cái gắn con súng. Gắn vô cái con đực. Ờ vô vấn nè hả? Ừ. Rồi vậy là tao bắt rồi nè. Nè, đứng luôn đây. Thôi 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 thôi. Nhẹ xíu mà. Thả nó ha. Có nuôi thì nuôi với ngoài thả nó. Nuôi về thò cũng được. Con cá gì á? Cái lùi dài thòn được. Cái. Ê, có bọc nè, vô cái. Vô bọc coi. Cái túi thằng lại. Ủa, này nuôi được sao? Được. Cho nó ăn màu lớn. Cái đánh với cái sạch bỏ vô là. Nè, vậy. Nó cho nó ăn màu lớn lắm. Ừ. Nuôi con gắn. Con này ăn cái. Con cái. Trong cái đó. Chơi trong cái luôn. Cái đùi nhỏ xíu à. Cái đắn đực nữa, đùi nó thon tới dưới luôn. Vô là vô. Chừng một tháng không cho ăn, không chết. Rồi vậy đó hả? Thần ơi, bữa đó. Có mùi rồi, thơm rồi. Mấy cá cá đó là chín rồi đó. Đèn chá không? Rồi đèn nó bị chá không? Không. Đèn vàng đâu chá. Nó có chai rượu màu vàng đó, rượu thuốc đó. Đâu, quất thằng nắp vô ngon. Ồ, chín rồi, cá phi chín rồi đó. Bảy con lọc da cá phi kìa. Mở không? Ôi, ôi. Con nào nó mập lù. Cá phi ở trong quay mập lù mỡ không? Có nãy có đem chanh không? Hình như không có đem chanh hay gì á. Không có chanh. Tọc rồi đó. Như mà nãy. Không đem trái xài ra dắt nước. Nhiễu mỡ, phịnh 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 luôn. Nãy nhảy vô cá trời những dằn được chứ. Rồi đây hai mình thử trước. Trời trời vô cháu luôn kìa mấy anh. Hả? Có viên cháu vô luôn kìa. Cái nước nó chấm béo đó, lại có nhớ cá nữa. Không có chanh mà có hạnh được không? À, mày đừng để đó. Thôi là đây là con cầm. Cái đó quan trọng lắm đó. Con anh ba mà giờ này là về lại rồi đó. Bữa nay ông cọc đó. Ai? Ba vừa mấy rồi? Ba vừa. Năm rồi. Mười rồi. Bà xe này đặt ở đâu? Ồ, nướng cũng đều dữ hen. Trời thở đó mà. Cặp gắn, cặp ếch, hai cặp phi. Được, có đâu có cặp. Mà vàng ẻo luôn ha. Ẻo luôn. Cái nào cũng vàng nữa. Con gắn bự này thấy chắc hơi bị khó ăn à. Không có đâu, hồi mình xong cái đó mình đưa xuống dưới. Rồi. Cho tài lâu lâu được con á. Cái gì vậy? Lóc. Bỏ qua. Mẹ làm cái ụt. Gắn nước bự nhỏ vậy cũng biết nhưng mà gắn là 100 ngàn nha. Gắn đạp à. Ừ. Kéo con súng làm gì nữa. Gắn, có gắn là vậy đó. Tôi có cái chuối rồi đó hả ta?
Bạn trẻ lên lấy chuối. Chuối họ lên tới đầu trên. Tới đầu trên thì hết mẹ cá rồi. Chuối làm gì? Đẩy cá ra. Bơi nhảy xìu không lên tiếng động luôn. Có lương nữa kìa. Hình như có lương nữa vậy. Trời ơi, hai ba con gắn gì luôn á. Thấy không? Gắn gì lương gì tùm lum giống như một nồi luôn á. Hai con gắn là lương rồi cóc ếch nữa. Cái này là nguyên một đại hội luôn rồi. Cái gì cũng có trong đây trơn. Một nồi luôn á kìa. Một nồi thiệt kìa. Ú, bá cái chứ vàng đó. Phải chơi vàng không? Phải. Ờ chơi vàng. Chơi vàng bổn anh hơn. Sớm giờ mới thấy. À, mới thấy. Lương gắn cá chê, cóc, ếch gì nhái, bù tọt cá nương lum chứ. Rồi nè, nó hồi tới công chuyện rồi. Rồi thấy có giống với thằng thánh ta. Lắm. Cái bên đây cũng có cá nữa, nhảy chùm chùm nãy giờ. Cua hai ba con. Đặng cũng nhảy chùm chùm. Khúc này có lý là gai kiếm ăn được, kiếm ăn được, kiếm sống được. Rồi hai ba thằng lựa mà không kịp. Thôi tại giờ lựa dở thua. Thua xa đây quá, lựa mình nên chấp hết. Rồi sao gắn lại nướng không hay thả cái nhỏ nè? Thôi đụng mà nhỏ cái gì chứ mềm lắm á. Nhỏ thì chơi luôn. Con đó nó bự hơn con đó nó bự hơn con đó nó bự hơn con trước đó. Ờ, nhỏ thì chơi luôn, còn tưởng bự để bán. Con đó là bự con nhỏ mà nhỏ hơn con bự. Nhỏ chơi luôn đi, bự bán. Rồi. Nãy giờ thấy không con nào tính bán đi. Nó chơi chứ độ gắn này nè, độ nướng hả ăn nó ngon lắm nha bộ. Tại biết sao? Tự nhiên. Nó vậy bự hơn con này nè. Rồi. Nó thấy, mềm á. Thấy vậy chứ mấy con này biết làm gì ngon không? Nào. Chơi luôn gì anh? Lụm luôn. Dạ. Ủa, chắc con gắn này nhảy lon ton quá. Ủa thấy con nãy con lương mà. Dậm chắc nha. Gắn nhỏ nhỏ này bầm xào lá cách đúng bài luôn á. Mềm. Mềm lắm á. Nói chuyện lương vậy cho lon ton con gắn quá. Tính lương chứ. Ừ, cứu coi. Tội lỗi, tội lỗi. Mô Phật. Hàng khủng anh em ơi. Rồi, mới thấy được con này là bự nhất sớm giờ nè. Cá lóc. Đủ, hả, cỡ 300 gram ạ. À. Cỡ đó á, có mình ên nó luôn á. Con ên á. Như ăn ốc à. Như ốc. Quá trời ơi, quá trời ơi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Lẹ, lẹ, vô rồi. La chỗ xuồng kia dở lên có cá bự nghe nhảy nghe đã ha. Úm. La cho giữ sao từ người ta nín tin đụng nó đem lên cá chợ đụng nó có dạy cho mình. Thì mềm á phun nồi á. Thường thường người ta làm cái này đã có cá nhiều người ta giấu dữ lắm. Đâu dám la, đâu dám nói đâu. Còn này cá ít càng la. Cá này cá bự vô cá mồi không có luôn. Mà vị hoài hay ngon ha. Khỏi cần cá mồi. Thọt vô bốc ra cái cá ruộng nó mập lù đủ mồi. Nó trắng nữa, còn cá đồng thì nó ốm mà nó đen. Xong chưa, xong chưa? Đó là ông thợ nướng này xong chưa? Sao? Chín rồi, cá phi chín này, đó chín này. Gắn này chín rồi nè. Chín này. Cái cá đó chứ nó lẹ. Nó chín nhưng nó chưa có vàng thôi. Trời vàng quá đâu ngon, nó teo thịt đó. Nè, thịt lụm được rồi. Thịt nó mềm mèo chân nè, chín chưa? Ta lật lớp da ra thấy ngoài cho nguội nguội được. Rồi. Kéo cái nồi xích lên đây nè, bỏ vô cái sạp á. Đi quên em dĩa theo. Đây con ếch nãy nó lật chắc nãy teo rồi. Teo luôn hả? Bị chắc lúc này chắc nó già rồi, sống lâu năm teo rồi. Đi Dũng sao không? Sáng hơi đi. Thôi không sáng hơi đâu. Sáng hơi đi, sáng hơi ăn bệnh con cá. Thôi anh. Miệng. Thấy uống nước. Thằng cá này cho tao mượn cá thao. Chỗ đó là để cá xuống là cá nó không nguội luôn. Nó không nguội luôn. Mà chỗ đó là nó vệ sinh luôn. Ăn lâu. Vệ sinh luôn. Lâu luôn. Chơi luôn. Nó ngớt nhỏ chứ nó chất lượng. Nhai luôn xương. Để bụng. Đó cao đĩa tuốt ta nghỉ chốt cây. Qua wow, bẻ. Thôi không ăn đâu. Mấy cây ổng nó chê cái này ăn không lạc miệng. Béo lắm mấy cá phi này, béo lắm. Mà ăn cái đầu nó chứ mang nó đủ tiền. Trời ơi đâu với hạnh rất kìa trời. Đâu thời tới. Ồ. Hay ta. Hồi nãy giờ đang thiếu hạnh.
đẳng kia, đẳng kia, đẳng kia. Anh đưa dao. Dao đây. Rửa dao cái ngoài. Còn 14 cái nữa. Để nó sắc rồi cho đi. Được. Hai cho thêm trái hành nữa nè. Ờ, có hai trái lộn lên quần nãy giờ giấu. Đủ không? Đủ cho thêm trái nữa nè. Hai trái lộn lên quần nó bự. Rồi chắc rồi hết chắc. Nóng quá. Lúc này vô trong này ốc đâu có. Sụp rồi. Nhân nước mập. Cởi mập luôn. Nặng hai trái vô luôn. Cắt cây vỏ bỏ vô luôn. Rồi bữa xuống ngày nằm nó làm cái chén muối tiêu ăn, muối ớt ngon. Chanh nó cắt sắc bổng mỏng bùi vô chấm một cái. Nhức cái nách. Bữa nay phải mấy chục mẹ miếng đó luôn đi. Chục luôn á. Vậy là chỗ tao đặt luôn. Chứ giờ độn ngồi giờ để chừng nào nữa giờ. Ngồi nói xuồng rồi bơi về. Thôi. Ẩm hỉnh. Rồi qua lắm được rồi. Hảo nó còn bãi quán rồi bà tám lắm. Vậy thôi không? Giờ lắm. Ai giờ. Con gắn chừng mấy gắn không chín đâu. Chín. Cái gì nó nóng chín. Gì là nó muốn chín nè nè. Mày trong bụng nó có mỡ sẵn. Cái đó chưa chín đó hả Hảo không? Chín đâu. Cái nào? Gắn ha. Chín cái trơn rồi. Trời ơi, gì đâu thấy ổ quét vậy. Trời ơi, sống còn được đó. Gắn thì chưa chín rồi đó. Chưa. Gắn chưa chín đó. Con ếch này chín rồi nè. Con ếch cá chín rồi. Để con ếch này gấp ra được, dọn rụm luôn rồi. Chín nè. Gắn nó teo luôn rồi đó. Tại teo nó teo. Tại chín nè. Ủa, mấy nó khô luôn. Còn khô luôn rồi. Con gắn chưa chín rồi, để dưới đi. Chín rồi. Còn lửa dữ lắm. Con gắn nào chín? Con gắn bự nữa hả? Ừ. Chưa đâu, chưa đâu. Gắn bự chưa chín đâu ông ơi. Hơi ẩu rồi đó. Hơi ẩu rồi đó. Hơi nhường đó. Làm ơn đi. Ủa cái đó cái ruột hay gì vậy? Ừ. Gàng. Ờ gàng gắn đó hả? Gàng. Tụi bạn tỉ mỉ tới cỡ đó đó. Trời 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 trời. Trời ơi trời, người ta chiên da mà đồ của mình là nội trợ nội bếp mà. Chiên bánh xèo mầm luôn đó. Xèo mầm luôn đó. Vô kho lẩu đồ đủ mấy là hấu lầm lẹ lắm. Rồi lắm. Gà gáy tôi hú kêu. Chào khỏe đó. Ờ, con ốc thứ già nè, ốc đâu ngoại ngốc trăm gram á, hai con đó. Hết biết hai ngốc không? Cho hai ngốc coi. Gửi hai ngốc rồi lắm. Còn cá mọi tiền nó vô căng đây rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Nhìn mấy ông măng này thôi cũng vui rồi. Thứ này dặn lắm chứ. Chấp á. Thôi, đưa đứa ông ơi. Hút thuốc với cái miệng bắn nét. Chấp hai ông giữa là hai mình ngồi hai đầu dòm chơi thôi được rồi. Thôi. Quay thôi. Thử ngắn này có chín không nè. Chín rồi. Có bỏ một ngọt nè, ở ba cái muối á. Bắn nét ngặn gì mày? Có một niêm mì nữa nè, bỏ không? Chấm giùm luôn đi. Chấm giùm luôn đi. Trời ơi. Trời ơi, gắn cái thơm rồi. Đây, trời ơi. Vô bạn ơi. Ông Dũng. Thôi, em muốn. Cái đùi đã nè. Đưa cho nó dũng con cá kìa. Uống một con ớt. Con cá lóc đồ dồ không? Cá lóc đồ dồ á. Quất ớt nhai luôn xương á. Có ai chồng ta đến thinh. Ngon. Ủa là ta trúng thinh. Rồi đó. Đó tắm rửa rồi đó. Xong rồi. Xong rồi đó. Gì chứ đi đổ lóc gác vậy mình. Sáu tư ơi, gai đường này luôn nha sáu tư ơi. Gai đường này luôn nè. Tôi hồi độ mà mượn Thương anh Bảy rồi với thằng Hảo là kéo về cho tôi qua ga luôn à. Đội quân đông mà. Chấp á. Cái gì? Cái con ếch hả? Nó bể mặt á. Phải ăn ngay chân mà là mặt rồi. Cái nước à, thôi rồi. Vô. 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 Ừ. Vô ngoài, vô cái ai? Vô. Vô. Ông đó ngồi xuống đi, ai bắt hậu đâu đứng hoài vậy? Hồi nãy đi rồi mới nhớ, thôi dắt dạy lon rồi. À, thôi, ăn uống là mặn đi. Ăn gì ngon ạ? Hồi năm ngoái cái gì, cái bia mình hơi dài dài đó là cái lá người ta kêu bằng gì? Gì? Ngon, Tiger không? Cái đó là... Tiger. Tiger. Có mấy lon chứ nhiêu, mà đủ mẹ cho ạ. Sơ cờ hết trơn trời. Lon bự. Lon bự. Ôi, tại bữa đó thức đêm. Thức đêm đuối nữa.
Bữa đó mình 4 lon hả? 8 lon ta. Con lon đó là như nửa lít vậy á. Nửa lít á. Bạn ngồi con hóp gì mà độ muốn cái trời. Thích điểm đuối tới giờ đó. Nó giữ vậy chứ. Bữa đó tôi thi đó. Bữa đem bác sĩ luôn chứ bộ. Con này nó xì mỡ rồi nè, con này ăn cái đá nè. Đây. Ăn nè. Nè ăn qua. Gắn thơm bác ngát. Xì mỡ cái thơm. Mỡ quá mỡ. Thằng 5 lon nó vậy. Quay lại. Đây nè con nè, chiên chiên muối chấm miếng. Quay lại ăn. Vô. Múc vô 2 lon nữa. Để đo. Nó mặn quá vậy. Giao lại. Giao nữa. Tao hả không hô bột ngọt cái mặn. Mày nặng mà đừng cho nó dập cái ấy ở vỏ ngoài. Đắng ngắt. Đục có gì bằng chứ gì. Chơi nêm bột nêm rồi đó. Ngon thiệt chà. Ăn gì cũng ngon, không ngon theo được. Cái này ta kêu bằng nướng gì? Nướng mồi. Nướng mồi. Nướng mồi nè, ủa ngon quá, ngọt. Cái gì cũng vị cá cũng vị mà cái món gì nướng mọi cũng ngon chứ. Ớt. Món nướng là ngon nhất. Giống làm rồi không? Làm đi. Còn nữa à. Làm đi, làm đi, quất miếng cá nè. Nói ăn cánh. Còn cá sao không được cho thường ăn. Nửa cái cây cái khiệu của con này đây. Trời cay. Cho bệ đây. Hả? Cho bệ gắn bự nè. Cái đậu lọt với nó chìm dưới rồi. Ồ, mỡ nó nhiễu bụng 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 rồi. Ăn đi. À. Hay vậy chứ con gắn bự này chín rồi đó. Sửa miếng lại cho nằm ngay dành. Cái bụng chưa đâu, bụng nó còn nhỏ, hơi đỏ. Nó mỡ không. Con nhỏ này chưa. Nhỏ này mới có. Trời trời cao phi. Đúng nghe năm nay ruộng không có cá chốt cả. Ừ. Nãy giờ không thấy còn cá chốt nữa. Dưới kinh con gì nữa. Không em giận đâu, lẳng anh giận lại cái này. Nóng quá. Để đây ngồi nè. Được không? Được rồi. Chết lắm. Thôi ăn ơn nè. Trời ơi, đâu, cứ dãy dưới mà. Trời nữa nè. Ủa, đã nè. Đâu rồi? Tới luôn. Chơi ơn được không? Được, chơi nè, không chơi ai chơi á. Ồ. Tao chấm nhá nhá không á thằng ơi. Ừ. Đã. Cài. Ớt ớt ớt. Cô. Cài dữ thiệt chứ. Không biết ăn cài mà tao ớt cho cố. Thường thường tao nói không không biết mà đặt làm màu á. Không biết ăn cài tao ớt cho cố gì hết hà. Ta gọi biết làm gì không? Làm phách cày á. Cái em ơi. Ăn chung miếng ớt cày. Xé màn đêm. Như chấm con miếng rồi em nghĩ luôn. Còn bảy chấm con miếng bảy chạy. Em bây giờ chấm bao không chấm. Nhờ vậy chén muối còn. Đây. Còn mới phết luôn rồi. Đúng rồi đó. Gì? Gì sao? Có rượu nè. Có rượu kìa, chai vàng vàng á. Rượu uống mau khê. Rượu thuốc á. Mạnh hơn. Kinh đâu, ngay chắc cái đường mình á. Ngay cái đường này đường máy cắt á. Cạn rồi, thắng cái kịch là. Gì? Đi chạy. Wow. Ba rưỡi rồi. Bây giờ gồi gắt đùi rồi. Má đùi rồi. Ờ. Ba rưỡi mà. Mượn cái muối đi. Mình đó không biết ăn muối gì trơn, hết luôn rồi. Vô ăn. Rồi có được cục thịt khuyến mãi nè, ngon không? Trời ơi trời, vô được hết luôn kìa. Không, cái này đùi nhỏ nha, còn đùi bự dính rồi. Yeah. Ăn luôn tới cái bóng giò luôn á. Giờ miếng combo luôn đó. Cái này hơi mặn rồi. Đúng rồi không? Nãy bẹt chung ớt ăn cái chai chết. Đây là ba cái hẳn. Vớt miếng ớt lên coi. Đó. Cũng
đâu à? Lắm. Đâu rồi? Rồi, rồi cứu cái này tới luôn à. Nó giòn gụm luôn. Cá nướng gì nè, nó ngọt lắm. Ngọt. Cái chất máu nó còn nguyên chi à. Chất mồ hôi luôn rồi. Cay. Cay hả vậy? Đây tới đó hả? Tới vỏ ông đó hả? Ừ. Sao mãi luôn đó. Xa lắm. Một cái, hai cái, ba cái. Chục cái nữa. Chưa cái hả vậy? Ừ, đã béo hồi rồi luôn. Sẵn cuốn đậu đẳng trở lại giùm đi. Có lẽ không? Gắn nó vậy. Gắn nữa. Chung cái vậy? Chung. Thấy ngay không? Nhìn thoáng ngang này cũng chung à. Đủ loại gắn luôn. Nước bông súng, gắn chung, được cá. Sao bữa nay đủ gắn dữ người ta? Sáng về tới đây, chỗ nào đây nè, cái bụng này. Chỗ nào cũng có tôi nằm cho. Không có ai chiêu gì đâu. Không có mà dặn thích dặn khúc dặn nào lâm khúc đó luôn. Làm. À. Có kêu ăn như ăn mía vậy. Bạn ơi. Cạp. Cạp như cặp mía vậy đó. Quá trời. Ông đó ông nướng đã rồi, ông chạy lên đó ông trốn nữa kìa. Sơ là sơ nấy rõ ràng sơ. Thắng lại bồ ơi. Chống quá chống rồi nãy khúc kia. Khúc kia chống đã, thế này không được chống, tới chống luôn. Vô. Lầm. Ai kéo ông kẻ ư? Theo chinh chiến xa trường. Khúc này đã nè. Ư ừ, còn cái mật trong đây luôn nè. Ừ. Ngay cái mật luôn. Cắn chung cái mật tới công chuyện. Mật này to quá. Trời ơi. Mở luôn rồi. Mật nó ngon. Đúng rồi. Mút luôn ấy. Thôi. Chạy. Đắng quá. Phút bưng này đáng lẽ lên khác này là trời trứng lương. Không có con lương bằng thuốc. Nói chuyện mất ba chị thì tự vô câu biết câu luôn thôi. Chỗ cây me. Me đó. Vô gụm luôn. Con nên thì tự dám đi mới sợ. Nướng tới khô giòn. Cái lỗ là thả xuống là dính. Còn nó câu đó dính là mày thấy vô nhảy vô hầm 46 đó có bông. Ừ. À, giờ đây em vàng. Lại chặn nó đủ môn cho. Cái sao này mà tủ chứ. Nó ai mà lại nó mới sợ. Không có gì bằng chịu làm. Trời con ốc đắng hết với bự. Ốc đắng mặn trên cái luôn. Không bao giờ kiếm con Trang Trang mà như bên Cải Sơn. Trang Trang đó, Trang Trang thành tinh. Con Trang Trang là cùm tay không đó, không dỗ. Gì dữ vậy? Cải Sơn hả? Hình như đâu mà nướng ra là cái thịt nó là một chấm bàm cái họng mình đó. Trời. Hình như là 11, 12 con diễn ký gì á. Dài gì hết, cục thịt của nó tảng thần luôn. Coi như 10 con, 12 con ký đó. Ừ. 2 con ký. Ôi, mua nó ấy rồi xin nó hết cũng phải chục ký rồi. Ủa, con cá chê kìa. Con cá chê. Hết biết mà nó ngon, nó ngọt, nó béo. Chị trắng. Ngon hơn con hàu luôn. Trắng. Ở dưới sông hả anh Đại? Trong cái hồ cá. Ôi, cái đó nó không rẻ luôn ta. Nó tự động có. Thiên nhiên. Rồi nó vô trong đó cái hồ cá cái nó ăn ba cái phân cá nó lớn trời ơi, con nào nó nhìn nó mình lạnh. Vô nó vậy là cá còn rất ăn ngon à. Ngon béo dữ lắm, béo luôn. Vô mua hồ cá nó rồi cái chụp mấy thằng kéo cá nó phát hiện. Phát hiện nó đạp cái nó lụm lên cái nó thấy gì bắt đầu mò. Trời ơi, mò đằng sau lái đó lại tới mũi này hai thùng ghê nè. Trời. Cái mé á. Đó, tôi ngủ mà tôi hai đêm rồi không được, mình ăn tôi ở nhà không đi á, cái thấy nó sao dám ngủ sợ sợ dữ nhất hả đi vô hả
à, nghe hẹn cái một được á. Ừ, đi luôn á, đứng là đang đứng á ha, cái đi là đi luôn. Hết rồi, áo nặng chặt nó hay gì đẩy không đi, nặng vái quá mà, nặng quá quá mà. Một, hai, ba, một, hai, ba, à. Đi ra mày ơi, đi luôn, đi luôn. Đứng trên bờ này nó không có nắng đó. Thì còn làm tiếp rồi thôi. Được chưa? 1, 2, 3, hè. Đi luôn á. 1, 2, 3. Hè, bà, vô. Rồi, đi lên. Tới luôn, bắt tay luôn. Ô, má ơi. Quá sao? Ơ, ơi, ủa nó làm giá bộ giống cờ cừ giống kìa. Sao tươi đủ rồi, nó đẩy đủ mà. Ngon quá ta. Đặt đủ mẹ. Dính. Bu. Với cái vỏ này. Mới phát hiện con rắn quá bự luôn bạn ơi. Trời, con nước không ơi. Con lại. Con nước là nhảy mượn bụm rồi. Lãi ăn hèo, một là lãi, hai là con hèo. Con hèo, con hèo. Không phải ăn lãi cái đuôi nè, đuôi ăn lãi. Con hèo con. Ờ con hèo cái gì á? Con hèo con. Sao? Con hèo á. Con hèo con trời. Ở đâu? Nè. Thấy nào? Thấy nè. Con hèo con. Con hèo. Con tay chiếc đũa hả? Cưng không? Nhà vườn này có gắn con hèo nè. Ừ. Lặng, lặng. Lặng có nổi đâu mà lặng. Có heo thấy không? Chừng có gắn bự lắm vậy. Gắn bự đó. Nè, à, có lớn nè. Rồi nó mới nở luôn đó. Vòng vòng đây chừng vòng vòng con nó nhóc luôn á. Gọi gọi vòng vòng đó lại. Trời ơi, con gà khúc đó con giặt giả. Là gắn này là. Rồi nhắm ngay cái ánh đèn sáng chống hoài đi. Nhắm đi, chống đi. Trời ơi. Chống đi. Ngồi đẩy nó vô bờ luôn quá. Ngồi nghe cái kịch cái là rồi vô à. Ờ dắt này tèn tèn vô nhà bạn ơi, chia tay chú Dũng đi. Đêm nay thì cá chạy cũng lai gai à, nhưng mà cũng được. Khoảng 2 kg cá lóc mà không bự. Với lại khoảng 20 kg cá mồi. Lại mớ lương, mớ ốc, bào ốc. Trời ơi trời. Lồng tông. Thế vậy chứ nhiều đó kiếm cũng được cỡ 400 ngoài. Trừ chi phí hai chồng kiếm đêm cũng được 300 cũng tạm ổn mà. Sống được. Bữa khác trúng thì nhiều hơn. Còn có bữa trúng rồi, bữa hổm ông trúng dữ, bữa đó đêm đó được 120 bạn. Chiều 2 bớt chứ không. Thế vậy chứ làm một hâm một chiến đó là phải hoàn hoạt từ sáng tới chiều các bạn. Sáng là chục là mình đặt. Đặt xong tới chiều là rồi. Rồi phải gình canh. Tới nửa đêm thăm thăm tới sáng là rồi, lại quay đặt nữa. Cực lắm. Nhưng mà nghề mà phải gắn đeo chứ sao giờ? Giờ vô nhẹ. Mấy giờ cha? 4:20 hả? Vậy. Chứ cái nào? Chứ nhiêu. Gắn này vô làm ly cà phê cái hay cha con mình về.